Bên cạnh cái sự tự nguyện của người lao động và một phần đóng của người sử dụng lao động rồi đó, thì đối với những cái trường hợp mà như bà đã đề cập đến, tức là người lao động bị thiệt thòi về cái quyền lợi của mình bởi người sử dụng lao động không đảm bảo được cái quá trình đóng, thì khi đó họ cần phải làm gì ạ? Thì trong cái trường hợp đó là nếu mà người lao động mà đơn vị sử dụng lao động đóng không đủ cái khoản tiền mà tiền theo khoản tiền lương mà người lao động tham gia, thì người lao động có thể là kiến nghị lên công đoàn của đơn vị. Nếu mà cái phần công đoàn của đơn vị chưa được giải quyết vấn đề này thì mình có thể kiến nghị với công đoàn cấp trên hoặc là đối với các cơ quan quản lý nhà nước để có sự hỗ trợ và giúp đỡ để nó đảm bảo cái quyền lợi của người lao động. Xin được cảm ơn bà về những thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, đến thời điểm này thì chương trình cũng đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ quý khán giả xem đài. Và ngay bây giờ thì các diễn giả của chương trình sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc của quý khán giả. Đầu tiên thì xin được mời bà Nguyễn Thị Kim Thu sẽ giải đáp thắc mắc cho một bạn xem đài ở Đồng Tháp với nội dung câu hỏi. Đó chính là thay sổ bảo hiểm mới như vậy thì có lưu lại sổ cũ hay không? Hay là chỉ có sổ mới thôi ạ? Xin cảm ơn bạn xem đài đã quan tâm đến vấn đề về thay đổi cái sổ bảo hiểm xã hội, là rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động như tôi đã trình bày phần trên. Thì cái sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội, chúng tôi sẽ ghi nhận và cấp lại cho người lao động sổ mới, và sổ cũ đó thì chúng tôi đưa vào lưu trữ theo đúng quy định. Và cái sổ đó thì ngành bảo hiểm xã hội sẽ lưu trữ chứ không chuyển lại trả cái sổ cũ đó cho người lao động. Xin cảm ơn bạn xem đài đã quan tâm. Như vậy là những cái thông tin từ sổ cũ nó cũng đã được cập nhật qua sổ mới rồi đúng không ạ? Thì quyền lợi của người lao động vẫn được đảm bảo. Vâng, xin được cảm ơn bà về phần giải đáp vừa rồi. Tiếp tục thì xin được mời bà Phương Oanh sẽ giải đáp thắc mắc cho chị Quỳnh Thị Mười ở Tân Hồng, Đồng Tháp với nội dung câu hỏi. Tôi là giáo viên mầm non đã tham gia bảo hiểm xã hội được 20 năm. Đến năm 2018 thì tôi định nghỉ việc. Như vậy thì tôi sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm là bao nhiêu và có được lãnh một lần hay không? Xin được mời bà. Xin chào chị Mười và quý khán giả xem đài. Thì qua câu hỏi của chị thì tôi có một số ý trao đổi như thế này. Thì do trong cái câu hỏi của chị đề nghị thì chị cũng không có nêu rõ là hiện nay chị đã bao nhiêu tuổi, nhưng mà theo cái từ đầu chương trình tôi cũng có nêu là nếu mà người lao động đã hết tuổi lao động, có nghĩa là trong cái thời điểm mà chị nghĩ chị đã 50 tuổi, 55 tuổi và có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì chị sẽ được hưởng lương hưu. Chị sẽ được hưởng lương hưu. Còn trong cái điều kiện mà chị chưa hết tuổi lao động mà đã có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội như thế thì chị sẽ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để cho mình khi mà mình đủ điều kiện hưởng lương hưu, thì khi mình đến 55 tuổi thì mình sẽ được hưởng lương hưu theo quy định. Hoặc là trong quá trình bảo lưu thì mình có điều kiện tham làm việc thì mình có thể là tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội để nó tăng được cái tỷ lệ lương hưu. Thì trong cái trường hợp của chị đó thì trong cái quá trình mà nếu mà mình chưa hết tuổi lao động bảo lưu thời gian đóng, mà nếu chị cảm thấy sức khỏe mình bị suy yếu thì chị có thể ra hội đồng, nếu đã từ đủ 45 tuổi trở lên thì chị có thể ra hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả năng lao động của mình. Nếu mà đủ từ hiện theo quy định hiện nay, nếu mà mình từ 45 tuổi đến 46 tuổi thì mình phải có suy giảm sức khỏe 81% trở lên. Còn nếu mà đã trên 40, mình đã tuổi 47 thì nó chỉ cần suy giảm sức khỏe 61% thì mình đã đủ điều kiện nghỉ hưu. Và cái tỷ lệ này nó sẽ tăng dần cho đến khi, nếu mà mình không ra thì đến khi lao động nữ phải 50 tuổi và suy giảm sức khỏe 61% thì mới đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định. Thì có một số ý trao đổi cùng với chị. Nhân hành xin được cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bà Phương Oanh. Tiếp tục chương trình là một câu hỏi, nhờ bà Nguyễn Thị Kim Thu sẽ giải đáp thắc mắc cho một vị khán giả xem đài với nội dung câu hỏi như sau. Đó là chồng em không làm việc trong cơ quan nhà nước mà kinh doanh bên ngoài, như vậy thì có tham gia bảo hiểm xã hội được hay không? Xin mời bà giải đáp ạ. Cảm ơn bạn xem đài đã đặt câu hỏi về vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội của người làm việc bên ngoài mà không phải làm việc trong cơ quan nhà nước. Thì về nội dung này tôi thông tin đến bạn như sau, là cái đối tượng mà để tham gia bảo hiểm xã hội là có thể là người lao động, như tôi nói là từ ngày 1/1/2018 thì người lao động ký hợp đồng từ 1 đến dưới 3 tháng vẫn được tham gia bảo hiểm xã hội. Như vậy chồng bạn nếu làm việc ở một cái hộ kinh doanh cá thể hoặc là một hợp tác xã hay là kinh doanh ở bên ngoài nhưng có ký hợp đồng lao động từ 1 đến 3 tháng thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được. Còn nếu như không là đối tượng ký hợp đồng lao động
thì vẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như tôi nói hình thức ở lúc ban đầu chương trình tôi đã trình bày. Như vậy là bản thân mà nếu mà anh tự kinh doanh ở ngoài thì anh vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với việc đóng là chúng ta có thể đóng lần lượt 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, đúng không ạ? Vâng. Xin được cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bà. Tiếp tục chương trình là câu hỏi của chú Dương Nghĩa Thành. Với nội dung câu hỏi là tôi đang làm việc trong công ty, có tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội. Tôi làm được 8 năm thì bị tai nạn ở chân, như vậy giờ tôi sẽ được nhận bảo hiểm nào? Xin được mời bà Phương Oanh ạ. Xin chào anh Thành cùng quý khán giả xem đài. Thì theo cái quy định về chế độ tai nạn lao động thì cái điều kiện để được hưởng chế độ tai nạn lao động đó là bị tai nạn lao động tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, hoặc là bị tai nạn lao động ngoài nơi làm việc và ngoài giờ làm việc theo quy định mà có được sự phân công của thủ trưởng đơn vị. Cái thứ hai là bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Cho nên trong cái trường hợp của anh thì anh chỉ nêu là mình bị tai nạn lao động và nó không biết là khi mình bị tai nạn đó là tại nơi làm việc hay là ngoài nơi làm việc và nó có được sự phân công của người sử dụng lao động không. Nếu mà nó rơi vô cái điều kiện như tôi nêu ban đầu thì anh và anh chưa được hưởng chế độ thì anh có thể liên hệ với đơn vị để đơn vị lập các thủ tục theo quy định và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xem xét lại cái trường hợp tai nạn lao động của anh. Thì một số ý trao đổi cùng với anh. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bà. Thưa bà Kim Thu, một câu hỏi liên quan đến những cái điều chỉnh sai sót đối với sổ bảo hiểm xã hội của khán giả Quỳnh Chí Trung ở Đồng Tháp. Với nội dung câu hỏi như sau: sổ bảo hiểm xã hội của em bị sai số chứng minh nhân dân, em có liên hệ với bảo hiểm xã hội huyện thì cho biết là không cần sửa, như vậy em có cần điều chỉnh hay không? Xin chào anh Quỳnh Chí Trung. Về nội dung của anh thì tôi xin thông tin như sau. Nhất là hiện nay quy định về cấp lại sổ khi điều chỉnh nhân thân thì chỉ quy định là điều chỉnh về họ và tên, ngày tháng năm sinh. Việc thay đổi số chứng minh nhân dân thì không quy định phải là điều chỉnh. Đó là cái thứ nhất. Tuy nhiên hiện nay ngành bảo hiểm xã hội đang thực hiện quá trình rà soát, điều chỉnh các cái nội dung lại cho người lao động bàn giao cái sổ theo quy định mà tôi đã trình bày ở phần đầu. Cho nên là kết hợp với cái nội dung rà soát bàn giao sổ lần này thì ngành bảo hiểm xã hội kết hợp để tiến hành điều chỉnh luôn. Cho nên nếu anh có điều chỉnh số chứng minh nhân dân thì trong cái đợt rà soát hiện nay ngành bảo hiểm xã hội đang làm thì anh liên hệ với bảo hiểm xã hội huyện để được thực hiện điều chỉnh. Cái đó là điều chỉnh trong cái đợt này, rà soát điều chỉnh. Còn về quy định là không có điều chỉnh số chứng minh nhân dân. Thông tin như vậy để anh được biết. Xin chào anh. Xin được cảm ơn bà. Thưa bà Phương Oanh ạ, sau đây là câu hỏi của anh Cường ở Đồng Nai với nội dung như sau. Tôi là công nhân bảo vệ của công ty Đồng Nai. Tôi làm việc được 22 năm. Tôi muốn nghỉ, như vậy thì có phải đóng tiếp tục để đủ năm hưởng lương hưu hay không? Phải đóng một lần hay là đóng theo từng năm? Hiện nay là tôi 45 tuổi rồi. Xin chào anh Cường. Thì theo cái quy định hiện nay thì người lao động của anh còn đủ tuổi lao động và anh đã có 22 năm tham gia bảo hiểm xã hội thì theo quy định anh phải bảo lưu cái thời gian nghỉ việc, rồi thì mình sẽ bảo lưu cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đến khi mình đủ 60 tuổi để hưởng lương hưu. Thì giống như trao đổi hồi nãy tôi có trao đổi ngay chỗ trường hợp của chị Mười đó, là có nghĩa là nếu mà mình đã có 22 năm đóng bảo hiểm xã hội mà trong quá trình bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà mình thấy sức khỏe mình suy yếu thì mình có thể ra hội đồng giám định y khoa để hưởng lương hưu, nhưng mà với cái tỷ lệ là thấp hơn cái tỷ lệ lương hưu bình thường. Và cái thứ hai nữa là nếu mà hiện nay mình còn mới có 45 tuổi và cái tỷ 22 năm thì cái tỷ lệ lương hưu của mình còn thấp thì anh Cường có thể là tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì để được cho mình đủ 35 năm để hưởng được mức tối đa là 75% của lương hưu. Thì cái mức bảo hiểm xã hội tự nguyện thì hồi nãy chị Thu cũng có nêu đó, có nghĩa là mình được quyền lựa chọn cái mức để mình tham gia. Thì cái mức thấp nhất hiện nay là bằng chuẩn hộ nghèo của nông thôn và cái mức cao nhất để mình lựa chọn là không quá 20 lần tháng lương cơ sở. Thì anh có thể là lựa chọn cái mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với cái mức thu nhập của mình để mình tham gia tiếp tục cho đủ 35 năm để mình được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%. Nhưng như vậy là khi mà anh bắt đầu làm công nhân được nay là 22 năm rồi, nếu mà khi mà anh bắt đầu làm công nhân mà đã có tham gia bảo hiểm xã hội thì bây giờ cũng khoảng được hơn 20 năm thì cũng đã đủ điều kiện để hưởng lương hưu, nhưng mà cái mức thì nó hơi thấp. Do đó thì để hưởng cái mức lương hưu cao hơn thì anh có thể tiếp tục đóng với một khoảng thời gian nữa rồi mình hưởng, thì cái tỷ lệ nó sẽ là trên 45%.